thân mến, các loại mặt nạ dưỡng da là người bạn thân thiết với tất cả chị em phụ nữ. Hôm nay Thùy Nhung xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm V-Lip Sync được làm từ công ty Kovas của Hàn Quốc. Sản phẩm V-Lip Sync này sẽ giúp cho chúng ta có lại được độ căng mịn của làn da bằng công thức làm từ chất nhờn của ốc sên và nhân sâm núi của Hàn Quốc. Với những chị em phụ nữ nào đang có da mặt bị chảy xệ và có nhiều nếp nhăn, xin quý vị hãy sử dụng mặt nạ dưỡng da V-Lip Sync này một tuần từ 2 đến 3 lần. Sản phẩm này rất dễ dàng sử dụng, quý vị sử dụng đều đặn trong vòng 4 tuần lễ sẽ thấy được làn da của chúng ta thay đổi. Xin hãy gọi cho Vinashop Home Shopping ở số điện thoại 1855 855 5888 để order hoặc biết thêm chi tiết về sản phẩm V-Lip Sync.